Lễ hội xoài ở Siliguri, miền đông Ấn Độ trưng bày một trong những loại trái cây đắt tiền nhất thế giới. Xoài Miyazaki, một trong những loại xoài đắt nhất thế giới, được trồng ở Nhật Bản, được bán với giá gần 1.200 đô la một kg tại lễ hội xoài Gitanjali lần thứ 7 hôm 9 tháng 6. Loại xoài Nhật Bản tên là Miyazaki hiện đang được trồng ở làng Lapur, phía đông quận Birbhum. Người ta chào bán 1 kg Miyazaki 1.200 đô la. Tôi hết hồn khi nghe giá mắc như vậy. Sở dĩ xoài Miyazaki đắt tiền là do có màu đỏ mọng, vị béo như kem và ngọt lịm đậm đà. Giống xoài này hiện đang được trồng ở một ngôi làng Ấn Độ. Miyazaki là giống xoài của Nhật và được đặt tên theo thành phố Miyazaki. Tôi ghép cây từ Bangladesh và mang về đây. Chúng tôi trồng thử nghiệm trước và thấy rằng trong vòng một năm, các báo cáo và sản lượng rất tốt, mặc dù ban đầu tôi không hy vọng sản lượng xoài sẽ tốt như vậy. Lễ hội này cũng trưng bày các loại trái cây mùa hè khác trong lúc du khách đổ xô chen chúc tới các quầy hàng để được nếm thử xoài. Thị trường bột xoài của Ấn Độ phục vụ cho một số công ty thực phẩm và thức uống lớn nhất thế giới, trong đó có công ty Pepsi, Coca-Cola và Unilever.